Cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Xin đồng chí cho biết về tác động và ý nghĩa của dự án cảng hàng không Sapa tới sự phát triển của Lào Cai trong giai đoạn tới. Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó có sân bay, làm nội dung hết sức quan trọng và là lĩnh vực đột phá mà mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 đã xác định. Sau một thời gian tập trung khẩn trương triển khai, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về chủ trương đầu tư sân bay Lào Cai. Nội dung này lãnh đạo cũng như nhân dân Lào Cai hết sức quan tâm và rất mừng rỡ. Sân bay Lào Cai được đầu tư sẽ tạo sự lan tỏa rất lớn đối với phát triển kinh tế xã hội nói chung của tỉnh Lào Cai cũng như là các tỉnh trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Và sân bay Lào Cai được triển khai sẽ có cái tác động đối với người dân của Lào Cai, mà đặc biệt tập trung cho phát triển du lịch và kinh tế biên mậu. Theo chủ trương đầu tư dự án, khi nào thì dự án cảng hàng không Sapa sẽ hoàn thành, thưa đồng chí? Lào Cai sẽ tiếp tục triển khai các nội dung có liên quan như lựa chọn đơn vị tư vấn, triển khai công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị công tác lập dự án, tiền khả thi cũng như khả thi, và tiến tới là sớm để khởi công được sân bay Lào Cai. Và mục tiêu xa hơn nữa là trong nhiệm kỳ này sẽ phấn đấu để đưa sân bay Lào Cai vào hoạt động. Một lần nữa, xin được cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.